Trứng lộn sao nó bị bể ta? Nó không còn lạnh anh. Hả? Nó không còn lạnh nữa. Rồi xách đi. Xách đi lộn, xách đu gà. Ôi giời, ôi giời ơi. Nó thơm mới là thơm. Nó thơm mùi gà, thơm hơn mùi vịt với anh. Cái mùi gà, nó thơm mùi con gà. Lan ơi. Chị Lan ơi, đầu chị Lan ơi. Lan vừa chưa? Có rồi. Đồ người quá, cho ăn quá. Em quay mình lần uống bia này, chứng bị động mọi người ơi. Sao rồi, mở lên đi em, mở lên đi. Hôm nay không sai, không về nha. Vô anh đi sao? 1, 2, 3, vô. Anh đứng vô. Ủa? Vô. Trời, nước ngọt cũng cụng cái cho nó vui. Nhậu. Nhậu rồi, xỉn rồi. Sao con Lâm thấy lẩu bán cảm ơn cái được, con Lâm? Nha. Từ vỡ này anh ngọt, em đang ăn quả trứng nội này, ngon lắm. Làm đúng rồi. Tuyệt vời luôn. Tại vì thường thường là mấy cái món đồng quê á, ăn nó tự nhiên nó ngon. Sợ không hợp khẩu vị mình những cái chỗ quán như vậy. Anh đồ anh ở đây là chỉ có ăn món ở quán hơn đồng quê nữa. Không hợp gì cái khẩu vị á. Không hợp khẩu vị mà nó đã lắm. Đã. Đã lắm các bạn dễ đâu nha. Em có thích các bạn nha, mình ở thôn quê nhưng mà là cái món ở thành phố đó nó không hợp cái khẩu vị ở thôn quê nhưng mà nó rất là ngon nha. Ăn ít thì nó ngon, ăn nhiều thì nó đã, thì mình nghĩ cứ thử đi. Ê luôn. Còn ý sao thì đẹp trai sen rồi không nói đến nữa. Ý sao quay những cái cảnh mà ở trên thành phố ấy, tòa nhà rất là đẹp rồi nha. Hôm nay được anh tiếp đón một người đầu siêu to siêu khổng lồ người ơi, thì ngon luôn và hấp dẫn người ơi. Đừng có mọi người hết các bạn bì các bạn đó lo cái chạy thì quay luôn cái chạy. Ê đâu ra vậy, cái đó có phụ nữ phụ nam có được uống cái đó đây tại phục lung tung thôi, uống cái kia đi. Không. Làm gần ly đi. Ủa bữa quầy rơm 47 thấy dùng nhậu la dữ lắm mà. Đó là làm màu đó. Làm màu đó xong rồi để ra chạy luôn đó. Chừng rồi đúng không? Tướng vô đó là tướng vô đô, tướng vô cũng tới 10 lon lận. Hôm nay thử là 5 lon nữa đi. Không ai uống để đây hết đi. À, này là tướng vô vlog. À, đây là Công Lâm TV. Còn đây là bà xã của tướng Du nha cả nhà. Bà xã vlog. Còn đây là anh này có cần giới thiệu không? Mình là anh... sao băng mê à, đến từ Buôn Mê Thuột à, hiện diện đang có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh à, tại nhà anh Phúc Khang và được anh Phúc Khang à, chiêu đãi một bữa ăn rất là chỉnh tròn. Đây là cái quả trứng nha quý vị nha. Đây là quả trứng nha. Trứng đây là bởi vì cái trứng này mọi người biết cái trứng gì không, gọi là trứng lộn này, cho nên đừng có trách ai là như thế nào hết, vì trứng còn lộn với người ha mọi người ha. Ok anh em gặp nhau 11 tháng rồi mà hôm nay mới được cái dịp gặp mặt nhau. À, Phúc Khang xin kết thúc video tại đây nha các anh chị và các bạn. Cảm ơn rất là nhiều các anh chị em đến thăm Phúc Khang, anh Tướng Du Vlog, anh Isa Văn Mê và Công Lâm TV. Cảm ơn các anh chị đã đến thăm Phúc Khang. Phúc Khang xin cảm ơn rất là nhiều. Thôi bây giờ Phúc Khang xin kết thúc tại đây. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã xem video của Phúc Khang. Cho Phúc Khang xin một like và một đăng ký kênh, chia sẻ nha, ủng hộ nha các anh chị và các bạn.